Ban thư ký tổ chức an ninh tập thể CSTO cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO đã bắt đầu nhiệm vụ tại Kazakhstan nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự và nhà nước quan trọng, đồng thời giúp đỡ lực lượng hành pháp Kazakhstan. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã điều động một số máy bay vận tải quân sự để vận chuyển các đơn vị lính dù Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO tới Kazakhstan. Điện Kremlin kỳ vọng việc triển khai quân có thể giúp dập tắt bạo lực tồi tệ nhất trong 30 năm độc lập của Kazakhstan. Các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen được sự hậu thuẫn của các nước Ả Rập đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công phiến quân Houthi ở gần thành phố chiến lược Marib. Hai bên đều ghi nhận thương vong nặng nề. Trong đó, phía Houthi cho biết phó thống đốc của lực lượng này, Ahmad al-Hamza, đã thiệt mạng trong trận chiến nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Các lực lượng chính phủ của phiến quân Houthi đã giao tranh nhiều tháng qua nhằm giành quyền kiểm soát Marib, thành trì cuối cùng của chính phủ và thủ phủ của tỉnh Marib giàu dầu mỏ. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, trưởng nhóm chăm sóc lâm sàng thuộc chương trình khẩn cấp của WHO, bà Janet Diaz cho biết, các nghiên cứu ban đầu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và nhập viện do biến thể Omicron là thấp so với Delta. Tổng giám đốc WHO thì lưu ý rằng, mặc dù Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt là ở những người được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó nên được phân loại là nhẹ. Theo ông Tedros, cũng giống như các biến thể trước đó, Omicron vẫn đang khiến người bệnh nhập viện và tử vong. Tại Malaysia, trước làn sóng biến thể Omicron đang gia tăng, Bộ Y tế nước này hôm qua khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó theo cách thức phù hợp, có hiệu chỉnh và không sử dụng biện pháp cực đoan như đóng cửa biên giới. Hiệp hội Y khoa Malaysia cũng lên tiếng phản đối việc đóng cửa biên giới như một cách để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đồng thời nhấn mạnh chỉ có tiêm chủng mới mang lại lợi ích lâu dài chống biến thể Omicron. Trên thực tế, tuân thủ quy định giãn cách xã hội là cách duy nhất đã được chứng minh về việc ngăn chặn hiệu quả lây lan của virus.